Rồi, hello anh em nha. Sáng nay mình lên cho anh em cái thùng xăng lớn CDS màu bạc, đời cao tay bánh chim nha anh em. Bình zin nha. Tình trạng là bình nguyên zin, nước sơn zin. À, không giảm tốt gì hết nha anh em, không tốt gì hết nha. Em zin luôn, không lỗi cái phần hai bên rất là đẹp. Thì cái bình thùng xăng CDS này mình bán cho anh em giá là 2,5 triệu nha anh em. Anh em cần xài alo mình. Đây, bên trong nè anh em. Đó, khói xanh ha. Tem zin hết nha anh em. Đây. Sơn zin 100% nha, không đồng nha. Không chưa làm đồng gì hết nha anh em, không móp lủng gì luôn. Đó, sơn zin nè, có chạy chỉ rất là đẹp. Và hai bên. Đây. Tem zin không đẹp không lỗi nha. Không có móp méo hết nha anh em. 2,5 triệu bao gồm thùng xăng và khóa xăng zin nha anh em. Khóa xăng zin và cái cao su chỗ này. Đó. Có quét sơn chống xét mặt dưới ở bên trong nha. Đó. Hôm nay anh bán giá 2,5 triệu nha anh em. Anh em cần xài alo mình nha. Thùng xăng CDS zin rất là đẹp. Rồi anh em nào cần xài thì alo mình nha. Chỗ này là dạng chấm sơn bạc ngay chỗ mà cái yên ngồi á. Anh em không thích thì anh em lấy xăng thơm lau ra. Còn bình thường mình gắn vô xe là cái yên nó che lên chỗ này ha. Rồi anh em về vệ sinh thêm nó rất là đẹp.